Phố Bonsa TV hân hạnh được gặp hai nhân vật là rất nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam ở đây là ông sứ ngôn viên Nguyễn Vũ và nhà báo tự do Nguyễn Phương Hùng. Trong một thời gian dài, nhiều người đánh giá anh Nguyễn Vũ là giống như là ông Larry King của Bonsa. Tuy nhiên, nhà báo Nguyễn Phương Hùng trong một thời gian dài không công nhận cái điều đó. Bỗng dưng ngày hôm nay chúng tôi được biết tin là anh đã công nhận cái danh hiệu Larry King Bonsa của Nguyễn Vũ. Chúng tôi sẽ cùng với lại tường báo Việt Weekly tìm hiểu cái vấn đề này như thế nào. Thật ra cái phong cách của anh Nguyễn Vũ mà nhiều người đồng ý với cái tên gọi là Larry King Bonsa trừ Nguyễn Phương Hùng. Lý do Nguyễn Hùng không công nhận như thế nào thì có lẽ để tự ông trình bày, và mới đây nhất trong cái mùa tranh cử thì ông lại công nhận, thì cũng để cho ông tự trình bày luôn. Yeah. Vâng, kính thưa quý khán giả của phố Bonsa TV, chúng tôi là Nguyễn Phương Hùng. Vâng, lúc trước đây thì chúng tôi có nói đùa là ông Nguyễn Vũ mà chưa mời Nguyễn Phương Hùng lên đài Liên Tục Sài Gòn TV là chưa phải là Larry King, bởi vì chúng tôi là một cái nhân vật cũng khá có quen biết ở trong cộng đồng, không dám nói là nổi tiếng. Thế nhưng mà đã rất nhiều người biết mà thiếu vắng của khuôn mặt chúng tôi trên làn sóng của Liên Tục Sài Gòn TV thì chưa phải là Larry King. Nhưng mà thật sự rằng trong thâm tâm của tôi thì tôi vẫn công nhận cái chương trình của Nguyễn Vũ là một trong những chương trình hot nhất, chúng tôi có nói hot nhất, tức là không có một chương trình nào hot hơn nữa, với lại các khán giả quen thuộc của truyền hình thì anh Nguyễn Vũ, tôi theo dõi rất nhiều những cái chương trình của Nguyễn Vũ, có những cái chương trình tôi không bằng lòng, thí dụ như tôi đã nói rằng cái người phỏng vấn á thì lại nói nhiều hơn là người được phỏng vấn chẳng hạn vậy. Thì nhưng mà đó, thật sự là những cái chương trình của Nguyễn Vũ đã khai thác được, chúng ta bỏ đi những lời đàm tiếu hoặc là những cái negative feedback nói rằng Nguyễn Vũ là chỉ dùng cái phương tiện đó để mà câu cơm chẳng hạn vậy. Nhưng mà đối với tôi thì những chương trình Nguyễn Vũ thật là những chương trình thiết thực, mang lại những cái ánh sáng cho cái cộng đồng, giống như là tờ Việt Weekly có những cái bài viết để mang lại những cái dư luận, thêm một những cái khía cạnh của cộng đồng. Cái truyền hình nó có một cái lăng kính của truyền hình, và báo giấy nó có cái lăng kính của báo giấy, thì cái nào nó cũng có một cái hay. Ngay cá nhân chúng tôi qua những cái bài viết, thí dụ như là gần đây nhất, thí dụ là cuộc phỏng vấn bà Trần Liên, thì chúng qua cái bài phỏng vấn đó và qua cái bài trả lời của ông Đơn Dương thì chúng tôi không có theo dõi cái chuyện đó nhiều lắm, bởi vì đối với tôi cái chuyện tình cảm là cái chuyện bình thường trong cái xã hội của đời người. Nhưng mà qua cái bài đó cũng như là bài phỏng vấn của Nguyễn Vũ, tôi đã tìm ra được, không phải là tìm ra mà tự nhiên biết ra được thêm những cái dữ kiện mà nghe là nếu mà không có chương trình Nguyễn Vũ chắc chắn không bao giờ tôi biết được những chuyện đó. Thì trong cái buổi sinh hoạt vừa rồi, trong cái buổi gây quỹ của luật sư Nguyễn Quốc Lân, thì anh Nguyễn Vũ là một trong những MC, không phải vì anh làm MC chung với chúng tôi mà chúng tôi khen anh, nhưng mà đối với cộng đồng của chúng ta, cái tên Larry King, thứ nhất cái tướng người của Nguyễn Vũ, cái tướng đi cũng tương tự giống như tướng Larry King, là cái thứ nhất là mình phải công nhận. Cái thứ hai là cái khuôn mặt, nói rằng đẹp trai thì cũng không đẹp trai lắm, nhưng mà đó, Nguyễn Vũ cũng giống như ông Larry King á, có một cái sức hấp dẫn phái nữ. Tôi nói cái sức hấp dẫn phái nữ nó quan trọng hơn là cái vấn đề mà đẹp trai. Cái vấn đề thứ ba nữa là những cái chương trình nội dung của Nguyễn Vũ có ẩn ý cái gì chúng tôi không cần biết, nhưng mà những cái chương trình đó thật sự đã mang lại cho cộng đồng thêm những cái ánh sáng mà những người trong cộng đồng chúng ta cần phải biết, giống như là trong cái tờ báo của Việt Weekly. Theo anh thì nếu anh là Nguyễn Vũ, anh có thể đóng góp thêm được cái gì để cho hay hơn, để cho cái nó phong phú hơn? Nói chung là anh góp ý thế nào nếu anh là Nguyễn Vũ, anh làm chương trình nó hấp dẫn hay là nó thay đổi thế nào? Nếu mà tôi là Nguyễn Vũ, thật sự rằng tôi có lên trên đài Little Sài Gòn TV, nhưng mà không phải là lên trên đài mà nghe là gọi là cũng được gọi điện thoại vào để đóng góp ý kiến, thì có thể vì một cái lý do gì chúng tôi không có mặt trên đó, nhưng mà trước hết đóng góp thì thiếu vắng tên tuổi của chúng tôi trên cái chương trình Little Sài Gòn TV cũng là vẫn là một cái điều rất lớn. Cái thứ hai rằng là chúng tôi nghĩ rằng
nếu mà thay vì nó có những nhân vật nổi tiếng ở trong cộng đồng hoặc là những nhân vật có quá già nua, ví dụ như là cái tuổi nó là lớn như trong Còn Báo Việt Ly tần này, tôi cũng nói là cái tuổi mà tuổi trẻ và tuổi trẻ trẻ non và tuổi trẻ già, tức là trên ngoài 60 tuổi, thì những khuôn mặt đây á họ quá quen thuộc rồi, họ cứ lặp đi lặp lại những cái chuyện của họ, không có gì mới mẻ hết. Nếu được người Vũ tìm được những cái khuôn mặt trẻ hoặc những cái khuôn mặt cũng lớn tuổi nhưng mà chưa bao giờ sinh hoạt để mình có cái phản ứng của cái dư luận, họ nghĩ là ngoài những cái nhân vật mà sinh hoạt trong cộng đồng, bởi vì thật sự rằng á, những cái nhân vật hiện tại bây giờ chúng tôi dùng hai chữ đóng bằng một cái lãnh đạo cộng đồng bây giờ không tạo được niềm tin cho cái dư luận của cộng đồng bây giờ. Và cuối cùng thì mặc dù chưa được lên show Nguyễn Vũ nhưng tại sao anh không xây dựng một cái show Nguyễn Phương Hùng một là một cái nhân vật khác, Jay Leno chẳng hạn, Nguyễn Phương Hùng? Chúng tôi thì chưa biết như nào, nhưng mà nếu bất cứ một đài truyền hình nào mà muốn có một cái chương trình đó và mời chúng tôi lên cộng tác thì chúng tôi sẵn sàng mở một chương trình Jay Leno để gọi là để chống lại cái chương trình của Larry King Nguyễn Vũ. Sẵn có anh Nguyễn Vũ ở đây thì qua những cái góp ý của anh Nguyễn Phương Hùng, anh thấy những cái góp ý đó có vấn đề giá trị như thế nào ạ? Tốt hết á, bất cứ một góp ý nào mà nó mang cái thiện chí đó đều là những góp ý tốt. Còn những góp ý không mang thiện chí thì sao? Không mang thiện chí thì chúng ta suy nghĩ. Đôi khi trong cái không thiện chí biết đâu nó cũng có cái hay. Nó là một cái động lực để làm cho mình thăng tiến hơn. Mới ở đây thì người ta thấy anh dẫn dắt, nói dồn nhắc thì cũng đúng, góp ý hay là nâng đỡ để cho một tiếng nói khác là Chu Đối Vinh xuất hiện đọc tin tức và bình luận về chính trị đó. Thì anh thấy những cái khuôn mặt mới, mặc dù không được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng cộng đồng của chúng ta cũng cần có những cái khuôn mặt mới thay thế những người như ông Phạm Long hay là những cái khuôn mặt khác, thì anh nghĩ sao? Vũ Dung như cái đó cũng khó nói lắm anh, tại vì thực ra cái vấn đề truyền thông của người Việt chúng ta đây tất cả đi qua cái sự trải nghiệm, kinh nghiệm và cái kiến thức của mỗi người. Tuy nhiên cái suy nghĩ của mỗi người khi mà họ đã đứng trên một sân khấu hay là ngồi trên một cái radio hoặc TV đấy, thì người nào cũng nghĩ rằng thực sự mình có khả năng. Trên cái vấn đề cái sự đào thải đó là có hai yếu tố, khán giả và chủ đài thôi. Cá nhân mình nó sẽ không có một cái đóng góp nào để thay đổi được. Anh là người giới thiệu sứ ngôn viên Đỗ Vinh và xuất hiện lần đầu tiên. Anh qua cái thời gian qua anh đánh giá gọi là khả năng và hướng đi của anh Đỗ Vinh trong tương lai như thế nào? Tôi nghĩ là lấy làm tiếc là Đỗ Vinh xuất hiện trong cái vấn đề truyền thông truyền hình đã hơi muộn, nhưng mà đến giờ này vẫn không muộn. Nhưng mà thực sự nếu mà biết cách khai thác của Đỗ Vinh thì Đỗ Vinh là một người có khả năng về truyền thông. Tại vì truyền thông hiện nay ở đây đó, nó đòi hỏi một cái người phải giỏi được hai ngôn ngữ, thì Đỗ Vinh đã có về điểm đó. Cái hình thức cũng rất quan trọng. Đỗ Vinh khi mà lên TV thì nhìn rất sáng sủa, phong độ. Tại vì truyền hình nó vừa nghe mà vừa lúc nữa. Ví dụ như so sánh như tôi đây, ví dụ như cái mà không đẹp trai của tôi nó cũng có cái hạn chế. Nhưng mà biết đâu trời bù lại cho tôi những cái khác. Những cái khác tôi không biết là gì, nhưng mà tôi thấy nhiều người yêu thương, tôi cũng cảm thấy bằng lòng với chính tôi. Nhưng mà tôi nghĩ là Đỗ Vinh sẽ có con đường thăng tiến rất nhiều trên cái lĩnh vực truyền hình. Sẵn đây có ông Dr. Yêu là một quái nhân của Bonsa, xin anh cho biết một số ý kiến về cái vấn đề liên quan. Về Larry King Bonsa, chúng ta đã được Báo Việt Weekly đề cập đến trên dưới 6 tháng vừa qua. Một nhận xét tuyệt vời mà chúng tôi biếu tặng cho Larry King Bonsa Nguyễn Vũ là thế này. Mặc dù giống Larry King Bonsa của Hoa Kỳ, nhưng mà ông là một người nghệ sĩ, một người đa tình, một ông bầu của các hội đá banh và bóng đá của cộng đồng người Việt của chúng ta. Ông cũng đa tình lắm và cái kiểu cách của ông là một đại tài tử. Vì thế so sánh với Larry King Bonsa và Larry King của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy thiệt hại cho Larry King của Bonsa nhiều, bởi vì ông không những là một nhà truyền thông, là một người
đại nghệ sĩ và người tài tử. Nếu mà chúng ta so sánh Nguyễn Vũ với Larry King thì cũng nhiều người so sánh ông Dr. Yêu với lại Howard Stern, là một ông có cái show mà gọi là khá gọi là queer và gọi là có thể là đưa đi một chút xíu, nhưng cũng hấp dẫn khán giả không kém. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có những cái chương trình của Dr. Yêu mang tính cách kiểu Howard Stern. Xin cảm ơn và xin kính chào quý vị khán thính giả.